Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình lại lên video với một em bình hút lọc đây mọi người. Có hai cái quai nắm đầu dòng mọi người. Bình một em bình hút lọc này của Sachima mọi người nhé. Sachima không phải là Kutani nữa. Một em bình Sachima. Đấy, mọi người thấy chuyện chưa? Chuyện Sachima nhé. Họa tiết thì nó cũng không được nhiều lắm, nhưng mà nó lại được hai cái quai đầu dòng bằng vẽ vàng rất là đẹp luôn mọi người ạ. Chi tiết này, bình hút lọc mình mua về nó vẫn còn bẩn, mình còn chưa kịp lau chùi gì cả đây mọi người. Ê, mọi người nhìn này, vẫn còn cái vết bẩn luôn, xà tay vẫn còn vết bẩn mọi người ạ. Đây mình đo kích thước cho mọi người xem nhé. Chiều cao của cái bình này nó vào khoảng 30-35 mọi người ạ. Chiều cao 35. Miệng của nó là 16 mọi người nhé. Miệng là 16, chiều cao 35, miệng 16. Cái quai cầm này, mình xem cái quai cầm, cái đo quai cầm. Quai cầm là 22 mọi người nhé. Quai cầm là 22, đo cái bụng của nó. Chiều ngang của bụng trống. Chiều ngang của bụng là 31 và khoảng 30 mọi người, 30. Đấy là mình phải đi mua cái thước như kiểu thước thợ may mà đi mua một không cần. Đo bằng cái này khó quá. Vòng bụng của nó là 88 mọi người nhé. Vòng bụng của cái bình này vào khoảng 88. Đây, bình họa tiết vẽ tay hoa mẫu đơn và chim. Đây, rất là đẹp luôn. Trên miệng bình nữa đây mọi người. Miệng bình cũng vẽ. Cái bình này quá là đẹp luôn. Bình Sachima chứ không phải Kutani. Bình này khá lâu đời rồi mọi người nhé. Dòng Sachima thì lâu đời lắm rồi. Ai chơi bình nói đến Sachima là chắc là đã biết rồi. Bình này là men dạn mọi người nhé. Em quay vào cái tay nắm này. Tay nắm thì rất là đẹp luôn. Đây, quay lại cho mọi người xem. Bình quá tuyệt vời luôn. Cốt gốm, cốt cứng nha mọi người nhé. Không phải cốt xốp. Quá đẹp luôn. Đây, bình này. Nó có... Nó lâu đời rồi nên là... Nó có cái chỗ này là... À, chỗ này nó không phải là bị xước đâu mọi người. Chỗ này là nó bị vẽ vàng. Khi người ta vẽ tay nó trượt vào ấy. Trượt một đoạn vàng vào đây nên là nó màu đen như này thôi. Đây, bên trong bình đây mọi người. Bình này thì quá hợp lý cho những ai mà... thích mua cái bình này về để trưng Tết cắm cành đào nữa thì lọc thì vào đầy nhà luôn. Bình hút lọc mà lại cắm cành đào đón Tết xuân 2021 thì quá tuyệt vời luôn mọi người. Bình quá đẹp luôn, nhấc cho mọi người xem. Đấy, cầm quai rất là chắc luôn. Bình Sachima luôn. Đấy mọi người, nếu mà ai muốn mua cái bình này thì mọi người cứ liên hệ với mình qua thông tin liên hệ mình để ở dưới phần mô tả mọi người nhé. Còn các bạn nào mà muốn liên hệ với mình qua Zalo thì vào Zalo mình, số điện thoại là 0962 949 668. Mọi người cứ liên hệ vào số điện thoại mình Zalo đấy nhé mọi người nhé. 0962 949 668 mọi người nhé. Ở đây mọi người, ở dưới này vẽ này. Cái mực này thì rất là lâu rồi luôn. Mọi người xem thì nhìn, ai dùng rồi thì sẽ biết. Đây, đáy bình đây. Có cái chỗ này nó không phải nứt đâu mọi người nhá. Nhưng bình này thì không bị lỗi gì cả đâu mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, họa tiết vẽ vàng quá là tuyệt vời luôn. Đấy, thôi cho mình xin phép mình kết thúc video đây mọi người ơi. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người nhá.